Ở tập trước, Tiêu Viêm và Yêu Gia liền thủ một mẻ hớt gọn đám khổi lỗi xuất vấn đế quốc tập kích. Mà phía bên kia, trước mặt bị Viêm Lợi hủy đi đan dược duy nhất giúp trở lại dung mạo thật, đám người Pháp Mã bó tay hết cách. Vì bảo vệ tôn nghiêm của công hội, Pháp Mã chỉ có thể gửi gắm hy vọng chiến thắng lên người Tiêu Viêm. Trận tranh tài không công bằng còn mang theo sứ mệnh quốc gia này khiến nội tâm Tiêu Viêm không cách nào bình tĩnh. Phần thưởng của đại hội quán quân là phương pháp duy nhất để dược lão tỉnh lại, mà đây dường như là nhiệm vụ không thể hoàn thành đã làm cho Tiêu Viêm rơi vào trạng thái vô cùng áp lực. Trở lại với nội dung chính trong tập này, Nhã Phi cùng Tiêu Chiến vẫn đang nói chuyện. Sau khi nghe nàng kể lại, Tiêu Chiến cảm thấy rất bất ngờ. Tiêu Viêm có thể có thành tựu như bây giờ, 3 năm nay nhất định phải trải qua vô cùng gian khổ. Nhưng gần đây tiếp xúc, Nhã Phi lại cảm giác được hắn còn có tâm sự giấu kín. Hai người nói chuyện được một lúc thì Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đồng về tới. Tiêu Viêm rất vui vẻ khi nhìn thấy phụ thân mình. Nhã Phi cùng với Hải Ba Đồng không muốn quấy rầy nữa nên cũng rời đi. Hải Ba Đồng thắc mắc, rốt cuộc là phụ thân cậu ta tới đấy đâu làm gì? Nghe vậy, Nhã Phi liền giải thích về hẹn ước 3 năm của hắn với Nạp Lan Yên Nhiên. Tới đây thì Hải Ba Đồng mới rõ ràng, không nghĩ tới thằng nhóc kia cũng lắm phiền phức. Hai cha con cùng nhau ra ngoài nói chuyện, thời tiết hôm nay thực sự không tốt, nhiều mây và sắp có mưa. Tiêu Chiến hỏi thăm về những năm gần đây của Tiêu Viêm. Gần 3 năm trôi qua, lúc rời đi, Nam Chính chỉ vẫn còn là một đấu giả nho nhỏ. Thế nhưng giờ đây đã sắp tấn cấp tới đại đấu sư, không bao lâu nữa sẽ vượt mặt thực lực của lão. Trải qua một hồi hỏi thăm, Tiêu Chiến cũng mơ hồ nhận ra rằng Tiêu Viêm rất để ý tới kết quả đại hội luyện dược sư, có phải là vì người nào đó rất quan trọng không? Nếu như không sai, thì người thần bí mà lão đoán chắc là lão sư thần bí của Tiêu Viêm. Nghe vậy, Tiêu Viêm chỉ biết nắm chặt tay tự trách bản thân mình. Ngày hôm sau, khi Tiêu Viêm dậy đã không thấy phụ thân mình ở đây nữa. Nghe lời Hải Ba Đồng nói thì Tiêu Chiến đã rời đi. Có lẽ lão đã cảm thấy bản thân mình đạt được mục đích khi tới đây nên không muốn ở lại làm hắn phân tâm. Nói rồi cả hai cùng nhau chuẩn bị lên đường tham gia trận chung kết. Tại luyện dược sư công hội, ngày hôm nay chính là ngày trọng đại, có liên quan tới uy danh công hội luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc nên Yêu Dạ công chúa ra lệnh cho tất cả binh lính cảnh giữ nghiêm ngặt. Tập trung tinh thần, tuyệt đối không được xảy ra chút sai lầm nào. Ngày hôm qua, Pháp Mã hội trưởng đã an bài với Tiêu Viêm rồi, nhưng nhìn vào thái độ của Nam Chính thì lão cũng không dám nắm chắc. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào tự bản thân rồi. Đây chính là nắm chắc lớn nhất của Pháp Mã. Nhưng mà Gia Hình Thiên lại cảm thấy lo lắng. Nếu như Viêm Lợi đoạt được quán quân thì sau này muốn xử lý hắn còn khó hơn. Mọi người trên sân đấu đã tập trung đầy đủ, chỉ riêng mỗi Tiêu Viêm là chưa xuất hiện. Trong thời gian chờ đợi đó, Viêm Lợi liên tục lên tiếng khiêu khích khiến cho Yêu Nguyệt công chúa tức giận mà không làm gì được. Rất nhanh Tiêu Viêm cũng tới, sự xuất hiện này khiến cho khán giả xôn xao. Nếu hôm qua không phải hắn ra tay thì người có thành tích tốt nhất sợ là rơi vào trong tay của xuất vân đế quốc rồi. Hiện tại người thi đấu đều đã tới đông đủ, Pháp Mã đứng dậy tuyên bố khai mạc. Khảo hạch hôm nay sẽ là vòng quan trọng nhất của đại hội, người thắng sau cùng chính là quán quân của đại hội lần này. Lão hy vọng rằng tất cả những người ở đây hãy dốc hết sức mình, thể hiện hết sức để mang danh dự tới cho bản thân cùng đế quốc. Quy tắc cuộc thi vòng này rất đơn giản, thí sinh phải trong thời gian quy định luyện chế ra vật phẩm. Tiêu Viêm thầm nghĩ, Viêm Lợi chính là tứ phẩm luyện dược sư, luyện chế ít nhất cũng phải là tứ phẩm đan dược đỉnh cấp. Thanh Linh Đan chỉ có một vòng đan khẳng định không thể thắng được, ít nhất phải hai vòng đan, nhưng độ khó lại lớn hơn rất nhiều. Sau khi câu tuyên bố khai mạc kết thúc, các thí sinh lần lượt lấy ra lô đỉnh. Lô đỉnh của Yêu Nguyệt công chúa chính là Thanh Viêm đỉnh, Ngũ Giai Dược đỉnh. Năm đó từng có mấy vị tứ phẩm luyện dược sư vì nó mà đánh nhau tới bể đầu. Về phần Liễu Linh, lô đỉnh của hắn lại có màu đỏ, đây chính là Hỏa Sơn Diễm Lô, bảo bối mà Cổ Hà dùng để đoạt quán quân đại hội năm đó. Về phần Tiêu Viêm, ai cũng chờ mong, rốt cuộc thì hắn sẽ xuất ra thứ bảo bối gì, nhưng sự chờ mong đó dần dần trở nên thất vọng. Lô đỉnh mà Tiêu Viêm lựa chọn tham gia thi đấu chỉ là loại rất tầm thường trong tầm thường mà thôi. Trước đó, Pháp Mã cũng ngỏ ý muốn cậu ta sử dụng lô đỉnh trên đầu của mình, nhưng hắn ta lại từ chối. Một cái dược đỉnh tốt sẽ có trợ giúp rất lớn cho luyện dược sư. Đổi lại, dược đỉnh kém chất lượng, khả năng chịu nhiệt độ cũng sẽ không được cao. Vậy nên, tỷ lệ nổ lò đột ngột cũng sẽ tăng lên. Nhưng Tiêu Viêm thì suy nghĩ khác. Hắn hoàn toàn rõ ràng tất cả những điều vừa rồi. Chỉ là hắn vẫn nghĩ, dược đỉnh tốt cũng là vật ngoài thân mà thôi. Cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Rất nhanh, mọi người lần lượt xuất ra hỏa diễm. Liễu Linh cùng Tiểu công chúa vừa định muốn phôi trương thì lập tức bị hỏa diễm của Viêm Lợi chèn ép. Nhìn vào luồng hỏa diễm màu tím đang không ngừng bộc phát ra xung quanh, Pháp Mã cùng với Gia Hình Thiền cảm thấy lo lắng, nhưng Hải Ba Đồng thì vẫn vô cùng bình tĩnh. Trong lúc Viêm Lợi đang đắc chí thì Tiêu Viêm cũng xuất ra dị hỏa của mình. Sự xuất hiện của Thanh Liên Điện Tâm Hỏa khiến những loại hỏa diễm khác thuần phục, ngay cả hỏa diễm của Viêm Lợi cũng vậy. Nhìn đó hỏa diễm to đùng kia, Viêm Lợi tức giận,
Không chịu yếu thế nên ả ta lần nữa bộc phát ra khí độc màu tím và mục tiêu chắc chắn là đang hướng về Tiêu Viêm. Sau đó thì tập phim khép lại. Rốt cuộc thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời mọi người cùng đón xem nhé!